có một lời khuyên chân thành là các bạn không nên mua AirPods 3. Là các bạn không nên mua AirPods 3. Không nên mua AirPods. Nếu chưa xem video này. Có lẽ là chúng ta đã chờ rất là lâu rồi Apple mới chịu cho ra mắt AirPods 3 này đúng không? Vậy thì em này có những điểm nào đáng mua, mình sẽ liệt kê ra cho cả nhà cùng tham khảo nha. Và cái điểm đầu tiên trên AirPods 3 này Dung nghĩ là rất là đáng để chúng ta có thể trải nghiệm, đó chính là về phần thiết kế đã có một sự thay đổi rất là lớn luôn. Nói là mới á, nhưng mà trông nó cũng không khác gì lắm AirPods Pro. Để mà so sánh với AirPods Pro thì nó cũng sẽ không quá khác biệt, nhưng nó sẽ có một sự thay đổi lớn so với AirPods 2 nha. Và đây là cái thiết kế mà Apple đáng lẽ phải nên thay đổi từ sớm luôn á. AirPods 3 sẽ có phần thân nhỏ hơn, vì vậy mà khi chúng ta đeo lên tai để tập thể dục á, hoặc là để nghe những bài nhạc yêu thích của mình thì trông nó vô cùng là gọn, chắc chắn và tinh tế hơn nhiều. Ngoài ra thì hộp sạc của nó đã có thiết kế nhỏ hơn. Tuy nhiên về phần bề ngang thì nó sẽ rộng hơn một xíu. Thêm một cái cải tiến nữa là AirPods 3 có tính năng điều khiển cảm biến lực giống như là AirPods Pro. Cho nên là nó sẽ có thêm nhiều tính năng xịn sò hơn nè để chúng ta trải nghiệm. Hầu hết thì người dùng tai nghe Bluetooth họ sẽ quan tâm rất là nhiều về thời lượng pin. Và nếu như các bạn muốn có một chiếc tai nghe Bluetooth pin trâu thì chọn ngay AirPods 3 đi, còn chơi gì nữa. Nếu như ở AirPods 2 chúng ta chỉ có khoảng 6 giờ để sử dụng thì ở AirPods 3 này đã có một sự đột phá cực kỳ lớn, đó là chúng ta có thể nghe vô tư lên đến 30 giờ, tính luôn cái thời gian sạc trên hộp. Đặc biệt là AirPods 3 đã có hỗ trợ sạc MagSafe và chúng ta chỉ mất khoảng 5 phút để sạc cho 1 giờ nghe trên phiên bản AirPods mới này. Phải công nhận nha, sinh lý của em này cực kỳ tốt luôn đúng không? Thì như lúc nãy Dung có nói là trên em AirPods 3 này nó đã có một sự cải tiến lớn về những cái tính năng. Và tính năng Spatial Audio là một trong số đó. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nghe các bài hát hỗ trợ âm thanh không gian trong Apple Music. Và khi mà chúng ta xem phim có hỗ trợ cả Spatial thì ta nói âm thanh chân thực y như trong rạp luôn. Mà ngoài ra thì theo mình thấy khả năng kết nối của em nó cũng nhanh và nhạy hơn. Chỉ cần mở hộp sạc ra là tự động kết nối luôn. Điểm này thì khá là giống với AirPods Pro. Và đương nhiên là ở trên em AirPods 3 này có luôn có một cái tính năng là chống nước IPX4, cho nên các bạn có thể vô tư đeo nó đi tập thể dục, tập gym hay thậm chí là ngoài trời mưa. Tuy nhiên thì có một cái điểm khá là tiếc nuối của em này là không có được trang bị tính năng chống ồn chủ động. Nhưng mà theo mình thấy nha, về thiết kế nè cũng như là các tính năng của em này thì những bạn nào đam mê âm nhạc hay thậm chí là các bạn muốn có một chiếc tai nghe Bluetooth với mức pin trâu, sinh lý mạnh thì em AirPods 3 này vẫn rất là xứng đáng đúng không? Và hiện tại là ở Minh Tuấn Mobile đã có sẵn hàng AirPods 3 rất là nhiều luôn, cho nên anh em nào thích AirPods 3 thì tranh thủ đến cửa hàng tậu ngay đi nha. Còn nếu như các bạn có những thắc mắc gì nữa thì nhớ để lại phần comment và đừng quên like, share và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile nhé. Tạm biệt.